Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Anh Túc Crypto. Kính thưa mọi người, thì tiếp đến với video ngày hôm nay thì Túc với đây là anh em có dự án chúng ta đào con Wave Wallet, một cái dự án đến từ mạng Sui. Đấy, thì đến thời điểm ngày hôm nay thì nó có khá nhiều cái cập nhật mới được chưa? Và những cái social của nó tích hợp vào cũng khá là ok. Điển hình như là giao dịch nội bộ này, được chưa? Kích vào chân phát đựa chân phơ này để chúng ta sẽ giao dịch gửi chuyển gửi nội bộ này, và swap chúng ta sẽ thể swap này. Ớt thì hình như chưa, ớt phần ớt này chưa thư đấy. Về cái vấn đề swap các thứ đấy thì là nó khá là ok anh em ạ. Đấy, swap đồng từ đồng xui này sang USDT khá là ok. Còn một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề cờ nam, thì như anh em có thể thấy là mình đang cờ nam là tức là 4 giờ cơ. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất ở đây ấy, cái số cờ nam của anh em ấy, số cờ nam anh em mất ít phí xui mà đúng không ạ? Khi mà anh em mất phí xui đúng không ạ? Khi mà anh em cờ nam ấy thì cái số xui của anh em sẽ là mất ít phí xui đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh em kích phần cờ nam, anh em nâng cấp lên, rồi nâng level lên hoặc là nâng cấp cái tốc độ đảo lên, thì cái số xui, tất cả cái số xui từ trước đến giờ anh em cờ nam ấy mà mất phí xui thì nó sẽ cộng dồn vào, nó giả anh em. Ví dụ như của mình là lúc trước là mình làm là 0.2 xui, mà đến thời hiện tại là nó được 0.28. Đấy, mà mình cờ nam cái thứ mà mới hôm nay mình thấy mà mình nâng cấp lên cho nó 4 giờ ấy để nó tiện này, không nó bất cập quá 2 tiếng thì nó lâu quá, mình nâng cấp lên mà xui nó cũng giả về, cái xui cờ nam nó cũng cả giả về và nâng cấp cái này nữa. Đấy, khá là hay, mình thấy khá là hay, một cái dự án khá là hay, nên là anh em lên chiến kèo lên chiến cho mình được chưa? Vì có nghĩa là cái phí xui của anh em nó không phải là nó đấy, mà là nó sẽ giả anh em khi anh em nâng cấp lên, hiểu luôn ma như thế được chưa? Đấy, nó là như thế được chưa? Một cái kẹo quả kèo này FOMO khá là mạnh và ngon đấy, nên là anh em lên chiến đừng bỏ qua kèo này được chưa? Một xui bây giờ đâu đó rơi tầm 1 đô thôi, không đáng kể đâu anh em ạ. Nên là anh em cố gắng chiến cho mình của kèo này nha. Mình gửi tới anh em, hẹn gặp anh em video tiếp theo.